9:30 tối. Sau rất nhiều điểm biểu diễn, điểm đến cuối cùng của đội múa lân gia đình Phật tử chùa Ba La Mật là nhà bảo trợ học sinh nghèo hiểu học Phủ Thượng, ngôi nhà nằm sâu trong một xóm nhỏ. Chọn thời điểm này cũng bởi đây là lúc các em học sinh của nhà bảo trợ tập trung đông đủ nhất. Đây không phải là lần đầu tiên đội lân của gia đình Phật tử Ba La Mật đem niềm vui mùa trung thu đến với các em. Với những điệu múa sinh động, những nụ cười rạng rỡ, cùng tinh thần trẻ trung sôi nổi của mình, đội lân đã đem đến một nguồn năng lượng tích cực và không khí trung thu rộn ràng cho các bạn học sinh tại đây. Chùa Ba La Mật là rất là quan tâm đến nhà bảo trợ và rất thương mẹ mà nhà bảo trợ, cho nên là tìm mọi cách để giúp cho mẹ mà nhà bảo trợ là có một cái niềm vui, có cái niềm hạnh phúc là mình cũng giống như những trẻ em của gia đình khác. Khi mà mẹ em thấy đoàn múa lân mà tới á, là mẹ em một cái mắt rạng rỡ mà sáng ngời, vì lâu mẹ lâu đi học á mà chưa thấy có chơi vì có cái trung thu giống như những em mà có nhà khá giả khác. Thì làm cho mẹ em hứng phấn và cảm thấy là học được thích hơn. Tôi cũng cảm ơn. Và trong quá trình mẹ em mà múa thì mình cũng thấy rất là thương. Rồi thì mình cảm ơn mẹ em múa, và khen mẹ em múa đẹp. Và cũng nhờ như vậy mà cái kết nối giữa chùa và nhà bảo trợ rất là thân thiện. Được tập hợp từ cả bạn trẻ ở nhiều độ tuổi, hầu hết hiện đang là học sinh sinh viên, sinh hoạt trong gia đình Phật tử. Những người bạn này có một sự gắn kết và thân thiện đặc biệt như những người anh em trong gia đình. Hòa đồng, thống nhất và trật tự. Để có những màn múa đẹp mắt, cả đội đã tranh thủ thời gian học tập để tập luyện nhiều ngày trước đó. Thường năm thì gia đình Phật tử Ba La Mật bắt đầu múa từ ngày 12 cho tới ngày 15, là tổng cộng là 4 ngày. Thì rất là thường xuyên, cũng được tổ chức được gần 10 năm rồi. Cho nên cái truyền thống này luôn luôn năm nào cũng giữ, đội lân của gia đình từ Ba La Mật đến vui trung thu cùng các em và cùng tổ chức trung thu cho các em. Và một số trường mầm non và một số trung tâm bảo trợ, thứ nhất là mình đem niềm vui đến các em, và thứ hai nữa cũng có một số món quà do các anh chị ở ban bảo trợ của gia đình từ Ba La Mật trao tặng cho các em ở trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Kết thúc những màn múa là lúc cả bạn cùng giao lưu. Sự chân thành của những người bạn trong gia đình Phật tử Ba La Mật đã nhanh chóng kết nối các em của nhà bảo trợ. Tổ chức vòng tròn, vui chơi nhiều trò chơi tập thể. Điều không còn lạ với những người bạn áo lam trong những buổi sinh hoạt chung. Tình yêu thương lan tỏa qua từng nụ cười, qua mỗi cái nắm tay. Đây cũng là động lực với mỗi bạn học sinh tại nhà bảo trợ học sinh nghèo hiểu học trong mùa trung thu này. Em rất vui khi được tham gia đoàn múa lân của chùa Ba La Mật và đến với những hoạt động của chùa, thì em rất là háo hức tham gia và mang đến múa lân giải trí cùng các em để cho các em một trung thu thật là ý nghĩa, hạnh phúc. Niềm vui trung thu rộn ràng trên từng con đường, ngõ xóm. Mang trên mình màu áo lam với nhiều ý nghĩa Phật giáo nhân văn, mỗi người trẻ trong tổ chức gia đình Phật tử đều được nhắc nhở những điều chân thiện để trở thành một người có ích, là người biết sống vì người khác. Sẻ chia niềm vui, sẻ chia yêu thương, chính mình cũng sẽ nhận lại nhiều hơn thế. Mùa trung thu trôi qua trọn vẹn với mỗi bạn trẻ trong đội lân này, bởi họ đã được tập luyện cùng nhau, vui chơi cùng nhau và đem đến nhiều giá trị tốt đẹp cho những người khác, đặc biệt là các bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Đó là tình cảm đáng quý mà những người bạn trẻ gia đình Phật tử Ba La Mật đã và đang thực hiện.